Chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy lại tiếp tục sản xuất video hướng dẫn các em giải đề thi vào 10 môn toán học. Hôm nay chúng ta lại trở về với bài toán quan trọng, quen thuộc, đó là giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc là hệ phương trình trị giá 2 điểm trong cái đề thi vào 10. Đề bài như sau: hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 3 giờ sẽ đầy bể. Nhưng mà chảy chung các em nhé, cả hai vòi chảy chung ấy, thì sau 3 giờ là sẽ đầy bể. Nếu để vòi 1 chảy một mình trong 20 phút, khóa lại rồi tiếp tục mở vòi 2 chảy trong 30 phút thì cả hai vòi chảy được 1/8 bể. Như vậy là vòi 1 chảy một mình này 20 phút này, rồi cộng tiếp với lại vòi 2 chảy một mình 30 phút thì kết quả là cả hai vòi chảy được 1/8 bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể, như vậy là thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể chính là ẩn số các em nhé. Vậy chúng ta gọi thời gian vòi 1 chảy đầy bể là x thì giờ. Như vậy chúng ta sẽ có điều kiện cả hai vòi chảy thì 3 giờ sẽ đầy bể, đúng không? Vậy thì một vòi chảy thì cái số giờ một vòi chảy phải lớn hơn cả hai vòi chảy các em nhé. Như vậy là x thì phải lớn hơn 3, đúng không? Cả hai vòi chảy 3 giờ mới đầy bể, vậy thì một vòi chảy thì số giờ của nó chắc chắn phải lớn hơn thời gian cả hai vòi chảy là 3, nên cho cái điều kiện x hơn 3. Tương tự như vậy, chúng ta gọi thời gian vòi 2 chảy đầy bể là y giờ. Mà chúng ta có điều kiện là y lớn hơn 3 các em nhé, y lớn hơn 3. Đúng không ạ? Vậy là chúng ta có ẩn xy. X là thời gian vòi 1 chảy đầy bể một mình. Và y là thời gian vòi 2 chảy đầy bể một mình, điều kiện x y lớn 3. Ý tiếp theo là chúng ta phải đổi ở đây là 20 phút. Thì 20 phút là bằng 1/3 giờ các em nhé. 1/3 giờ. Và tiếp theo ở đây là 30 phút. Thì bằng là 1/2 giờ các em nhé. Đấy, nhưng mà thời gian của cái vòi 1 chảy là 20 phút, đổi ra là 1/3 giờ. 30 phút là bằng 1/2 giờ. Cái này các em phải biết cách đổi. Để tiếp theo chúng ta sẽ tìm ra được 3 giờ thì vòi 1 chảy được bao nhiêu. Như vậy là thời gian vòi 1 chảy đầy bể là x trì giờ, đúng không ạ? Vậy suy ra là 1 giờ. Vòi 1 chảy được 1/x chì giờ thì được là đầy một bể, cho nên 1 giờ sẽ chảy được là 1/x chì bể các em nhé. 1/x chì bể, 1 giờ vòi 1 chảy được 1/x chì bể. Suy ra 3 giờ vòi 1 chảy được, nếu 1 giờ chảy được 1/x chì bể thì 3 giờ sẽ chảy được là 3 nhân 1 trên x là bằng 3 trên x bể các em nhé. Đấy, như vậy là 1 giờ gọi thời gian vòi 1 chảy đầy bể là x chì giờ. Suy ra 1 giờ vòi 1 chảy được là 1/x bể. Và từ đó suy ra 3 giờ thì vòi 1 chảy được gấp 3 cái này lên, đúng không? 3 trên x bể. Và đây là cái thời gian vòi 1 chảy riêng là 1/3 giờ các em nhé. 1/3 giờ.
Ngoài một trái được. 1 giờ chảy được 1 phần x 7 nên 1 phần 3 giờ thì chảy được là 1 phần 3 nhân 1 trên x, đúng không ạ? 1 phần 3 nhân 1 trên x thì là nhân hai phân số thì nhân tử của tử mẫu với mẫu thì là bằng 1 phần 3 x 7 các em nhé. 3 x 7 đúng không ạ? Thế lại 1 giờ vòi 1 chảy được 1 phần x 7 cho nên 3 giờ thì gấp 3 lần lên, đúng không ạ? Vòi 1 chảy được 3 phần x 7 và 1 phần 3 giờ thì chảy được 1 phần 3 nhân với 1 trên x là bằng 1 trên 3 x 7. Và tiếp theo ta suy ra được là 1 giờ vòi 2 chảy được. Như vậy là vòi 2 chảy một mình thì y giờ là đầy 7. Cho nên 1 giờ thì chảy được là 1 phần y 7 các em nhé. 1 phần y 7. 1 giờ chảy được. Còn đây suy ra là 3 giờ thì vòi 2 sẽ chảy được là gấp 3 lần lên, đúng không ạ? Là 3 trên y 7. Và khi chảy riêng 0,5 giờ là 1 phần 2 giờ đây, đúng không ạ? Và 1 phần 2 giờ. Đây vòi 2 các em nhé. Vòi 2 chảy được. 1 giờ chảy được 1 phần y 7 thì là 1 phần 2 giờ sẽ chảy được là 1 phần 2 nhân y là bằng 1 trên 2 y 7, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta sẽ tổ hợp lại. Như vậy là 3 giờ thì cả hai vòi đều chảy được 1 bể, đúng không ạ? Đây chúng ta suy ra này, 3 giờ vòi 1 chảy được là 3 trên x bể này. Giả thuyết suy ra này, 3 giờ vòi 1 chảy được 3 trên x bể, 3 trên x bể cộng với 3 giờ của vòi 2 chảy được là 3. Ở đây là 3 trên y các em nhé, thầy xin lỗi là 3 trên y. Đấy. 1 giờ chảy được 1 trên y nên là 3 giờ chảy được là 3 nhân 1 trên y đồng 3 trên y. Như vậy là cộng với lại 3 trên y của vòi 2, đúng không? 3 giờ vòi 1 chảy được 3 trên x bể, 3 giờ vòi 2 chảy được 3 trên y bể và cộng lại thì bằng 1 bể các em nhé. Đấy. Như vậy đây là thời gian 3 giờ. Hai vòi chảy được 1 bể. Vòi 1 chảy được 3 trên x bể. Cộng với 2 chảy được 3 trên y bể, đúng không? Tiếp theo là khi chảy 1 phần 3 giờ này, đúng không? 1 phần 3 giờ thì là 20 phút đấy, thì vòi 1 chảy được 1 trên 3 x bể, đúng không? 1 trên 3 x bể cộng tiếp với 1 phần 2 giờ và 2 chảy tiếp là 1 trên 2 y bể, thì tổng hai vòi này chảy được là theo đồ bài là bằng 1 phần 8 bể các em nhé. Như vậy từ giả thiết chúng ta suy ra hệ phương trình. Như vậy là 3 trên x cộng 3 trên y bằng 1. 1 trên 3 x cộng 1 trên 2 y bằng 1 phần 8. Chúng ta cũng tiến hành giải cái hệ này. Ở đây thì tương đương. Chúng ta thấy là chia của 2 vế cho 3 các em nhé. Thì đây là bằng 1 trên x. 1 trên y cộng 1 trên y thì bằng 1 trên 3. Đấy. Chia cho 3 thì mất 3 đi, đúng không ạ? Còn 1 trên x đây cũng vậy, mất 3 đi còn 1 trên y. Và chia cho 3 đây thì 1 trên 3 các em nhé. Và đây chúng ta tách ra 1 trên 3 x thì bằng 1 phần 3 nhân 1 trên x. Ở đây 1 trên 2 y thì bằng 1 phần 2 nhân 1 trên y các em nhé. Và bằng 1 phần 8, đúng không ạ? Như vậy chúng ta thấy ở đây có 1 trên x này, đây có 1 trên x này, ở đây có 1 trên y, đây có 1 trên y. Vậy chúng ta sẽ giải bài toán này bằng cách đặt ẩn phụ các em ạ. Đặt 1 trên x bằng a và 1 trên y bằng b. Suy ra có hệ 1 trên x bằng a, đó, đây là a cộng 1 trên y là b, là cộng b bằng 1 phần 3, đúng không ạ? Ở đây là 1 phần 3 nhân với đây 1 trên x là 1 phần 3 a, đúng không ạ? 1 phần 3 nhân a, đây 1 phần 2 nhân 1 trên y là b, 1 phần 2 b bằng 1 phần 8, đúng không
Như vậy là chúng ta sẽ quy được một số cái con số dưới này tương đương a cộng với lệ b bằng 1/3 trên, đúng không? Đây là nhân một số chung là 6 các em nhé. Vậy là đây mới nhân 2 vào là 2a, đúng không? Ở đây là nhân 3 vào thì ra một số là 6, vậy là 3b chia 6, một số chung là 2 nhân 3 là 6 các em nhé, thì bằng 1/8, đúng không ạ? Chúng ta sẽ biến đổi tiếp. Tương đương với a cộng b bằng 1/3. Cái này nhân chéo lên em nhé. Như vậy là 2a này cộng với 3b này nhân 8 này bằng 6 nhân 1, đúng không? 6 nhân 1 thì vẫn là 6. 6 nhân 1 vẫn là 6. Tương đương a cộng b bằng 1/3, đúng không ạ? Ở đây chúng ta trước khi nhân chúng ta đơn giản được 2b được cho 2 các em nhé, nhưng mà đây là 8 đơn giản cho 2 còn 4, đúng không ạ? 6 đơn giản cho 2 còn 3, vậy là 2 nhân 4 bằng 8a, 8a cộng với 3 nhân 4 là 12b và bằng 3 các em nhé, bằng 3 tương đương, đúng không? Ở đây chúng ta lấy hai vế của cái phân số trên là nhân 8 các em nhé, để chúng ta trừ nhau nó chỉ tương mất con a đi các bạn. Như vậy chúng có 8a cộng với 8b bằng 8/3 các bạn. 8/3. Đấy, nhân cả hai vế cái này với 8 đi, đây là 8a, 8b và 8/3. Dưới này vẫn như cũ. 8a cộng 12b bằng 3, đúng không ạ? Như vậy lấy hai vế của phương trình dưới trừ hai vế phương trình trên, 8a trừ 8a hết 0, 12b trừ 8b còn 4b các em nhé, 4b tương đương với đây chúng ta để là như này là a cộng b bằng 1/3, đúng không ạ? 8a trừ 8a hết 12b trừ 8b là 4b, 3 trừ 8/3, đúng không? 3 trừ 8/3. Ở đây 3 chính là bằng 9 chia 3 các em nhé. Đấy. 3 là 9 chia cho 3. Thế 9 chia 3 trừ 8/3 thì bằng 1/3 các em ạ. 1/3. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra a sẽ bằng 1/3 trừ b, đúng không ạ? Chuyển vế này, a bằng 1/3 trừ b. Đấy là 4b bằng 1/3 để chia cả hai vế cho 4. Thì b bằng 1/3 chia 4 là bằng 1/12 các em nhé. Đấy, tìm ra b bằng 1/12. Đúng không ạ? Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được là a tìm ra b rồi. 1/3 trừ b trừ đi 1/12. Đúng không ạ? Đúng không? Quy được mẫu số. À, đây là nhân cả hai vế với 4 lên, đúng không ạ? Tổng 4 chia 3 4 là 12 trừ 1/12 và 3/12 đơn giản cho 3 bằng 1/4, đúng không ạ? Như vậy là a bằng 1/4 và b bằng 1/12. Đây là bằng a. Chúng ta sẽ giải tiếp, chúng ta đặt x của y các em nhé. Như vậy là chúng ta đặt là a bằng 1/x, đúng không ạ? A bằng 1/x thì là bằng 1/4 các em nhé, bằng 1/4. Đấy, như vậy a bằng 1/x này, bằng 1/4. Từ đó suy ra là x nhân 1 là x này, và 1 trên 4 là 4 này. X bằng 4. Giờ đúng không ạ? B chúng ta đặt là bằng 1 trên y các em nhé. B bằng 1 trên y. Một trên y chúng ta tìm ra là bằng 1/12. Phải suy ra y, đúng không ạ? Y nhân 1 là y này.
bằng 1 nhân 12 là 12. À, như vậy là x và y đều thỏa mãn lớn hơn 3 các em nhé. Như vậy đáp số vòi 1 chảy một mình mất 4 giờ, vòi 2 chảy một mình thì mất 12 giờ các em ạ. 12 giờ. Vậy chúng ta đã có đáp số cho bài tập này. Vòi 1 chảy một mình hết 4 giờ đầy bể. Và vòi 2 chảy một mình thì mất 12 giờ đầy bể. Như vậy đây là cái bài toán giải bài toán cái lập phương trình. Rất là hay. Video của thầy kết thúc ở đây. Thầy thân ái chào các em. Hẹn gặp các em trong video sau.